Chào mọi người nhé, hôm nay mình có mấy hộp cấp mực của dòng Toshiba 656, 856 và 557, 657, 757, 857. Mình có mấy hộp nên giờ bán giá thanh lý giá rẻ nhé. Rồi hôm nay mình đã làm lại hết. Hôm nay không bị xi mực, không bảo CF70. Cùng nay là bảo CF70 nhé. Mình ship đến toàn quốc. Hộp đã làm lại mới còn đẹp nhé. Không bị xi mực, không bảo lỗi CF70. Các bạn ai cần mua thì liên hệ theo số điện thoại của mình nhé. Cùng mực dòng nó dùng chung cho dòng 723, Toshiba 723, 853, 655, 755, 855, 6556, 256, 656, 856, 557, 657, 757, 857 nhé, dùng chung hết. Hộp này là hộp của 857, dòng đôi 7, xà thanh lý nhé, còn nhiều quá mà.